Thưa quý vị, thưa các bạn, việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu về những giải pháp mạnh mẽ, cũng như sự chuẩn bị về năng lực cạnh tranh và công nghệ để ngành công nghiệp điện tử của nước ta có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam hiện đang đứng thứ 12 trên thế giới về xuất khẩu mặt hàng điện tử với giá trị kim ngạch hàng chục tỷ đô la Mỹ một năm. Kết quả này cho thấy sự đóng góp ngày càng lớn của ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử vào nền kinh tế. Để nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp điện tử, Việt Nam cần tập trung nghiên cứu xây dựng dự án cấp quốc gia nhằm xác định rõ chiến lược phát triển của ngành. Trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, xác định công nghiệp điện tử là ngành công nghiệp trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân để có sự quan tâm đầu tư thích đáng. Vì vậy, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, cần sự hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ và dài hạn của nhà nước. Nhà nước đứng cạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp họ nâng cao năng lực để đạt tới trình độ khu vực và toàn cầu trong quá trình phát triển. Qua những cái thông tin của chính phủ đây thì rõ ràng chính phủ rất là quan tâm đến câu chuyện này. Thì chính phủ có những cái chính sách cũng được đề cập cái chuyện này là một cái chuyện đua để về mặt công nghệ kỹ thuật cũng như về mặt sản xuất thì chính phủ nên có đã giai đoạn đầu là đã có những cái ý muốn là hỗ trợ ngành này thì bây giờ xin lời cũng như là có những cái thiết thực hơn. Các doanh nghiệp thì tự bơi ở trong cái câu chuyện liên kết thì giờ chính phủ có thể là trong những cái chính sách có thể là có những cái chính sách nó đi cập nhật với thực tế. Thì cái công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử là rất là quan trọng đối với kinh tế Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp. Về mặt chính phủ thì tạo cơ chế chính sách, tạo sân chơi. Còn cái doanh nghiệp Việt là phải hiểu và xác định được định hướng rõ của chính phủ để chúng ta chuẩn bị nguồn lực. Về chất lượng thì về cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng ở thị trường Việt Nam. Còn về khả năng cạnh tranh về giá thì nếu mà do so với các sản phẩm từ các nước công nghiệp phát triển như là Nhật, Đức, Mỹ thì hoàn toàn Việt Nam có thể cạnh tranh về giá. Theo các chuyên gia trong ngành, ngành công nghiệp điện tử cần chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tích hợp hệ thống và khả năng lập trình để có những sản phẩm giá trị cao. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình phát triển hạ tầng như các trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, khu công nghệ cao, công viên phần mềm. Xác định rõ các sản phẩm điện tử cần phát triển, xem xét ưu đãi hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho các công đoạn nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm, sản phẩm và các chương trình xúc tiến thương mại. Hỗ trợ đầu tư sản xuất tại các khu vực công nghiệp tập trung, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực của công nghiệp hỗ trợ. Với công ty chúng tôi thì có hai cái nguồn chính về đào tạo và phát triển nhân lực. Thứ nhất là chúng tôi tuyển dụng các chuyên gia, các kỹ sư có kinh nghiệm ở trong ngành và có kỹ thuật chuyên môn cao. Thứ hai là chúng tôi đào tạo những nhân viên mới là những sinh viên mới ra trường có trí tuệ và sáng tạo. Công ty của chúng tôi nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm về robot, xe tự hành hay là các máy bán hàng tự động. Các sản phẩm của công ty chế tạo thì đều được mang trưng bày ở các triển lãm quốc tế lớn như là triển lãm MTA, triển lãm Metalex. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm hơn của các cấp chính quyền, hỗ trợ về mở các lớp đào tạo công nghệ cao và hỗ trợ các nguồn vốn để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Để ngành điện tử phát triển, nhà nước cần nghiên cứu xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương thích, hài hòa với chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực điện tử. Xây dựng hệ thống các phòng đo kiểm chất lượng sản phẩm điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế, có chính sách phù hợp, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hàm lượng trí tuệ cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng ngành điện tử trong nước cũng cần chủ động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh với mặt hàng điện tử ngoại nhập. Cái cơ khí Sài Gòn đó là một cái công ty chuyên về mũi ngọn nhọn về mặt khoa học công nghệ. Hiện nay đó là chúng tôi cái công nghệ mới đó là chúng tôi đã liên kết được cái công ty Siemens là của Đức. Trong nước thì chúng tôi đã liên kết được cái Đại học Bách Khoa. Đó là cái tiền đề để mà mình mở ra những cái làm tự động hóa tất cả những cái thiết bị cơ khí chúng ta đã làm, cũng như tiến tới những cái phần mà là cho những cái ngành công nghiệp khác. Chúng tôi là làm những cái robot công nghiệp để mình cho cái câu chuyện mà sản xuất nó hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cũng cần xác định phân khúc sản phẩm và khách hàng phù hợp,
cũng như tính đến khả năng đón lõng xu hướng tiêu dùng và phát triển công nghệ chung của thế giới. Chúng tôi đã chọn phân khúc thị trường, phân khúc sản phẩm và có quyết tâm đầu tư cũng như đi đường dài, chúng tôi đã gặp được một số kết quả. Thì sản phẩm của chúng tôi thì bao gồm là các sản phẩm dịch vụ thiết kế xuất khẩu qua Nhật, các chi tiết gia công cơ khí xác xuất khẩu đi Nhật, kể cả đi Mỹ, và gần đây nhất là các sản phẩm tự động hóa. Thì chúng tôi được là thị trường Nhật tiếp nhận và đánh giá rất là cao. Việc hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng khi thuế quan giảm xuống 0%, sản xuất điện tử trong nước sẽ đứng trước sức ép cạnh tranh với hàng nhập khẩu, bởi khi đó người tiêu dùng sẽ được tiếp cận với các sản phẩm nhập ngoại có mức giá rẻ hơn so với sản xuất trong nước. Do đó, trong thời gian tới, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập các chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoặc các trung tâm thương mại ở nước ngoài để tìm hiểu về nhu cầu thị hiếu của thị trường, quảng bá sản phẩm thương hiệu và ký kết hợp đồng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Triển khai các dự án đầu tư FDI lớn trong ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử một cách mạnh mẽ, thiết thực và kịp thời để doanh nghiệp điện tử trong nước phát triển ngang bằng những nước trong khu vực, tiến đến nắm bắt những công nghệ sản xuất điện tử tiên tiến của thế giới. Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị về năng lực cạnh tranh và công nghệ để có thể tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, góp phần thực chất đưa Việt Nam trở thành một nước sản xuất lớn về thiết bị điện tử vào năm 2030.